silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Hello anh em, mình là Kim Motun. Ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em cách thức mà vam bộ bi vách máy ở đây. Thì hiện tại ở đây là mình có một con lít 125 mà nó đang bị kêu rất nhiều vòng bi. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà tháo bi vách máy. Thì để tháo bi vách máy thì hiện tại ở đây là mình sẽ có một cái bộ vam như thế này. Thì cái bộ vam này thì nó hơi chuyên sâu một xíu, thì anh em nào mới làm nghề hoặc là mới học nghề cũng nên sắm cho mình. Còn những anh em nào mà đang có những chiếc xe mà muốn tự tay để bảo dưỡng hay sửa chữa những cái vấn đề hỏng lặt vặt ở trên cái xe của mình, thì các bạn có thể là sắm một cái bộ như này. Nó cũng không, giá thành nó cũng không phải là cao lắm đâu, nhưng mà nó cũng hơi chuyên sâu và cũng ít khi phải sử dụng đến. Thì cái này thì tùy anh em, có thể là đầu tư hoặc không đầu tư. Còn nếu như anh em thợ mà mới vào nghề hoặc là đang sửa xe thì cũng nên sắm cho mình một cái bộ vam như thế này thì rất là ok. Đó, thì hiện tại ở đây thì mình sẽ sử dụng một loạt bi dòng TPI. Đó, thì những cái clip lần trước thì mình đã hướng dẫn và chia sẻ anh em cái cách thức mà chọn lựa một cái vòng bi sao cho nó ok nhất. Rồi thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ anh em chủ yếu là cái cách mà vam cái bộ vam rút ở đây để rút những cái vòng bi ở đây ra. Và cái clip này thì mình sẽ chia sẻ thêm một số các cái thông tin về các cái kích thước của những cái vòng bi ở trên cái xe lít 125 này. Còn những cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái kích thước của những cái vòng bi ở trên những cái xe tay ga, cũng là của dòng Honda hay là những cái dòng xe khác, để anh em có thể là nắm được. Có rất nhiều anh em thì có thể là hay tháo những cái vòng bi lắp vào đây ra, nhưng mà cũng không để ý là nó những cái vòng đấy nó cỡ như thế nào. Rồi thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn ở đây. Và anh em có thể thấy là cái vòng bi ở đây là cái vòng bi to ở đây, là cái vòng trục sơ cấp của cái lắp của con lít 125 ở đây. Thì nó cũng có thể là tương đồng với một số các loại xe của dòng Honda. Thì ở đây là sẽ là vòng 204 anh em nhé. Đó, thì mình sẽ bóc hộp luôn. Cái vòng 204 của cái thằng lít ở đây nó thường xuyên nó hay bị kêu, cho nên là rất hay phải thay. Thì anh em cứ sắm nó nhiều nhiều về quán của mình cũng được. Đó, đây là vòng 204. Đó, thì anh em có thể ốp vào đây là nó sẽ nằm luôn ở đây. Rồi, bây giờ là mình sẽ chuyển sang một cái vòng ở dưới này. Nó sẽ có mã như sau. Đó, thì anh em có thể thấy ở đây, để mình lấy khóa nét vào đây đã. Đó, đây là vòng 6302. Thì nó sẽ là vòng ở đây. Thì anh em sẽ đặt ướm vào đây. Đó, nó vừa khít luôn. Thì anh em sẽ phải để ý cho mình là cái tâm vòng lỗ ở trong này và cái vòng ở ngoài này nó sẽ là vòng 6302. Khi anh em nắm được rồi thì anh em chỉ cần cứ thế là thay vào thôi. Thì khi bọn nhà máy nó đóng vào á, mình xin lỗi là mình nói cái từ bọn nhà máy nó cũng hơi quá đáng một tí, nhưng mà tại sao mình sẽ nói cái câu quá đáng như thế. Ở trên cái vòng bi nó sẽ có thông số kỹ thuật của cái vòng bi. Có thể là nó sẽ in ở trên cái áo ở đây. Đó, để mình khóa nét vào đây. Có thể là nó sẽ in thông số kỹ thuật trên cái áo ở đây, hoặc là nó sẽ in trực tiếp lên cái vành sắt ở đây. Đó, thì cái nguyên lý người ta đóng vòng bi vào là người ta phải quay cái số nó ra ngoài, thì người ta lại đóng là quay cái số này vào trong. Đó, thành ra là nó hơi bị làm khó nhau. Nếu như anh em mà đang thắc mắc mà không biết cái vòng bi này cỡ bao nhiêu, để anh em có thể mua đề phòng để ở trong tủ kệ ở cửa hàng của các bạn. Thì anh em không thể nắm được, mà anh em muốn nắm được cái công số này anh em lại phải nhổ nó ra. Đó, thì nó cũng rất là mất công. Đó, thì ở cái clip này thì anh em có thể biết là đây là cái vòng 6302 anh em nhé. Anh em đặt vào đây, ướm đây vừa luôn đó. Đó, đây là vòng 6302. Và ở đây nó sẽ là vòng bi rất là phổ thông. Ở các cái bánh xe số của dòng Honda nó là bi vòng 6301. Đây thì mình sẽ bóc cái vòng 6301. Ở đây thì mình toàn sử dụng bi TPI thôi. Còn anh em thì có thể sử dụng các loại bi khác như thế nào đấy thì mình cũng không biết. Để mình khóa nét vào trong này. Đó, đây cái vòng TPI đây. Cái vòng 6301 thì nó lại đóng kiểu này, rất là hay. Cùng là một hãng bi nhưng mà nó sẽ đóng quy cách nó sẽ kiểu khác. Đó, đây là vòng 6301 thì anh em có thể ướm vào đây là vừa khít luôn. Đó, cái vòng này thì anh em thợ chỉ cần nhìn qua là biết.
Rồi thì bây giờ là mình sẽ phải dê ra đây đã. Đó thì ở đây anh em có thể nhìn thấy một cái vòng ở đây. Đó là một cái vòng mà nó là mã là 6202 anh em nhé. Đó, nó hơi sáng một tí. Nó là 6202. Thì cái vòng này là mình đã phải ướm từ trước rồi. Tại vì sao là ở đây là nó cũng đóng, nó quay cái mã số ở trong. Đây anh em có thể nhìn thấy ở đây là nó in cái mã số ở trên này này. Đó, anh em có thể nhìn rõ, nó hơi tối một tí thì mình muốn nét sáng lên. Đó thì anh em có thể thấy là nó in cái mã số ở đây là ghi là 6202 ở đây chứ. Đó, ở đây là 6202. Đó, nhưng mà nó lại đóng quay úp vào trong nên thành ra là mình cũng không nắm được cái mã này. Nên là mình phải mở trước một cái hộp này ra để mình đó thì anh em thì thấy là đây nó vừa khít luôn. Đây là vòng 6202 anh em nhé. Nó hơi rung rinh mày quay một xíu. Cái vòng này thì nó sẽ là ở đâu? Ở đây thì các bạn. Đây là cái vòng trục. Cái trục này gọi là trục sơ cấp. Từ cái bộ côn nó lai qua một cái vòng 6204 ở đây, qua bánh răng để nó vào thằng này. Thằng này nó sẽ là vòng này. Đấy, anh em thấy nó kêu. Đó, nó đang kêu dè dèo. Còn ở đây nó sẽ là vòng 6201. Thì những cái cỡ bi phổ thông thì anh em có thể nắm được luôn, là nhìn qua là anh em có thể nắm được. Có một số cỡ mà ít khi phải thay thì anh em sẽ hầu như là sẽ khó nắm cái thông số của nó. Đó, thì đây là cái vòng 6201. Cũng là bi TPI luôn anh em nhé. Đó, ở đây nó ghi là 6201 này. Thì anh em thả vào đây, đó, vừa khít luôn. Và khi anh em căn thì anh em sẽ phải căn theo cái lòng ở trong và cái áo ở ngoài. Áo trong và áo ngoài. Đó. Thì cái này thì ở ngoài Bắc mình gọi là cái vòng bi, còn ở trong Nam thì thường hay gọi là cái bạc đạn. Đó. Và một cái nữa là anh em sẽ không hay để ý, thứ nhất là cái vòng ở trong này. Thì cái vòng này nó hiện tại thì mình quên, mình không mang ra đây để cho anh em coi. Cái vòng ở trong này nó sẽ là vòng 6004 anh em nhé. Đó thì lần trước thì có một anh cũng làm sửa xe này, anh có hỏi mình là cái vòng này là vòng như nào thì mình bảo nó là vòng 6004. Thì anh ấy ra hãng Honda anh ấy tìm mà không có. Đó thì trong này nó hơi tối một xíu là nó là vòng 6004 anh em nhé. Đó để mình quay hẳn hoi. Đó, nó là vòng 6004 thì không biết anh em có nhìn rõ không, thì mình phải lấy nét vào. Trong này nó hơi tối nên là khóa nét nó hơi khó. Nhưng mà nó là vòng 6004. Còn nếu như ở trên cái xe Ablet hay xe Vision nó là vòng 60/55 anh em nhé. Vòng 55/60 hay là 60/55 thì mình không nhớ chính xác lắm. Rồi để hôm nào mình làm cái xe Vision hay xe Ablet thì mình sẽ chia sẻ tiếp. Đó, đây là các cái thông số về bi ở trên cái xe lít 125 ở đây. Rồi ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ anh em cách thức mà vam rút cái bi vách máy ở đây ra. Vâng, thì mình có quên và thiếu sót nữa là có nhiều anh em có hỏi mình cái vòng bi ở đây này. Là cái vòng bi của cái thằng ly hợp côn thứ cấp của cái xe ga dòng Honda thì thường nó sẽ là cái vòng bi có mã như thế này nhé. Ở đây thì mình hay thay cái vòng bi của thằng LM. Ở đây là cái vòng bi ga lê. Nó hơi sáng quá, mình sẽ phải giảm đi. Hiện tại ở đây thời tiết đang nắng rất là to cho nên là mình quay cực kỳ khó anh em ạ. Đó, thì anh em không biết là có nhìn rõ không thì mình lấy nét lại đã. Đó thì ở đây là mình sẽ sử dụng vòng bi của thằng LM. Chủng loại nó là ghi là KD anh em nhé. Đó, thì cái vòng bi đũa này nó sẽ là có mã là K20 × 29 × 18. Thì nó là cái vòng này anh em nhé. Nó là cái vòng này này. Đó, thì anh em thấy ở đây là chữ China. Mình sẽ không thay cái thằng của Honda này nữa, mà mình sẽ thay của thằng Đài Loan. Hình như là hai thằng này là có anh em của nhau. Rồi, mình sẽ để ra đây. Và bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cái vòng ở đây. Đó, chứ này anh em có thể thấy là cực kỳ là xem cái clip này cực kỳ khó chịu, bởi vì là lúc sáng lúc tối. Đó, cái vòng ở đây nó sẽ là vòng có mã là 6902. Thì ở đây là mình cũng sẽ sử dụng cái thằng bi TPI đây. Mình bóc ra đã. Đó. Đây anh em có thể nhìn rõ đây là có mã là 6902. Đó, 6902. Nó là cái vòng ở đây này.
Thì các cái cỡ bi này thì nó sẽ dùng chung cho tất cả các loại xe của thằng Honda anh em nhé. Đó, hai cái vòng này. Còn những cái vòng ở đây thì nó sẽ tùy chủng loại khác nhau mà anh em phải mua những cái chủng loại khác nhau. Đó thì mình làm những cái xe nào thì mình sẽ chia sẻ về cái xe đấy. Thì nói thật ra là đến mình thì mình cũng không thể nhớ hết được các cái cỡ bi của những cái dòng xe mà đang có trên thị trường hiện nay. Thì mình làm những cái dòng nào thì mình sẽ chia sẻ với anh em những cái dòng đấy. Thì hiện tại bây giờ là chỗ này thì quá là cháy sáng này, chỗ này thì tối thì bắt buộc là mình phải lấy trọng tâm ở đây, thì anh em xem có thể là hơi nhức mắt nhưng anh em phải thông cảm, hiện tại trời đang nắng rất là to. Đó, còn cái vòng 6202, ui mình để ra đây đã dính hết bụi rồi đấy. Cái vòng ở đây là sẽ là vòng 6202 này. Của mình nó đang có vấn đề thì bây giờ là mình sẽ phải, đó, anh em thấy nó kêu rồi rồi. Bây giờ là mình sẽ phải bam rút nó ra. Để mình để hết những cái đồng bi này ra đây đã. Clip này nó hơi dài dòng nên anh em sẽ chú ý cho mình. Đây, cái bộ vam bi ở đây thì anh em sẽ lựa chọn cho mình ra làm sao. Thì anh em sẽ để ý cho mình cái đầu mà nở ở đây này. Đó, nó sẽ có đầu to, đầu nhỏ. Ví dụ cái đầu này là quá là to thì anh em không thể đặt bừa ở đây được rồi. Thì anh em sẽ lựa chọn cho mình. Đây, ví dụ cái này thì nó lại nhỏ, thì đặt đây nó lọt. Đó, thì anh em sẽ phải lựa chọn cho mình một cái đầu nào sao cho nó phù hợp nhất. Đó, thì anh em sẽ để vào đây. Và tương tự như thế thì ở đây nó cũng sẽ có cái đầu dùi nhọn ở đây. Thì ở đây là mình sẽ có ba cái đầu dùi, một đầu to, một đầu nhỏ. Vâng, thì mình đang chia sẻ thì lại có khách. Thì anh em cũng biết là một cái bộ vam ở đây nó sẽ có ba cái đầu dùi mà để nhổ lên bằng gen ở đây, thì nó sẽ có đầu to, đầu trung bình và đầu nhỏ. Đó, thì ở đây thì mình đã lựa chọn một cái đầu là gọi là đầu trung bình, thì anh em có thể là vặn vào đó. Rồi bây giờ ở đây là mình sẽ có hai cái ống rút, hai cái ống để chống vào đây này. Đó, để rút lên thì anh em có thể là so cho mình như thế này. Thì ở đây là mình sẽ có một cái vòng mà mình chuẩn bị thay, nó sẽ là vòng 6202. Thì anh em có thể đo ở đây. Đó, cái vòng này nó không thể lọt được cái ống nhỏ này, nó sẽ lọt cái ống to ở đây. Thì anh em sẽ phải đặt cái ống to vào đây nhá. Đó, cái cách thức này làm cực kỳ đơn giản thôi. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vặn cái thằng này vào đây đã. Mình anh em sẽ vặn ở ngoài trước đi, để cho nó nở dần ra. Đó, khi mà nó gần vừa rồi thì anh em sẽ hãm nó vào. Rồi thì bây giờ ở đây là mình sẽ phải hãm một con cà lê rác 17 vào đây. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi nên là cũng đang phải chuẩn bị cơm, nên là nó sẽ có những cái tiếng lên quen. Đó, thì anh em có thể là xỏ luôn cái này vào đây này. Và anh em vặn vào. Anh em lưu ý là phải khóa thật chặt vào nhé. Đó, thì anh em có thể thấy cái này là đã chặt cốt cứng đét ở đây rồi. Rồi thì bây giờ là anh em sẽ phải vặn cái này lên, vặn cái con ốc ở đây lên. Để mình đó, mình đã lấy lại vị trí góc quay và bây giờ là anh em sẽ tháo cái con ốc này ra. Rồi thì bây giờ anh em sẽ thả thằng này vào. Đó, thì ở đây nó sẽ có những cái con long đen để đệm ở đây này, hay còn gọi là con long đờn gì đó. Thì mỗi vùng miền nó sẽ cách gọi nó sẽ một khác nhau. Thì tốt nhất là anh em nên cho hai con vào, nó sẽ có một con to một con nhỏ. Đây thì mình sẽ cho con to trước và con nhỏ ở đây. Rồi bây giờ là anh em sẽ vặn con ốc này vào. Clip này nó hơi dài dòng một tí nên là anh em sẽ chú ý cho mình. Làm kỹ thuật thì không thể ba câu sáu điều là xong được. Nhưng mà mình muốn chia sẻ sao cho anh em dễ hiểu nhất, anh em có thể nắm được toàn bộ cái công việc làm của các bạn. Rồi, ở đây thì nó sẽ là con ốc rác 19 thì mình sẽ phải vặn xiết nó vào đã. Nó như thế này rồi, hiện tại nó đang lệch ấy, thì anh em sẽ phải lấy cho nó cân. Tất nhiên rồi, nó đang lệch thì làm sao mà tháo được ra.